Sàn chứng khoán New York bất ngờ không hủy niêm yết 3 tập đoàn viễn thông của Trung Quốc. Hồng Kông tạm dừng nhập khẩu gia cầm từ một số khu vực. Ông Biden nói không có khoản hỗ trợ 2.000 đô la nào nếu hai nghị sĩ Cộng hòa của Georgia được bầu lại. Tại Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta. Theo Bộ Công Thương, năm 2025, thị trường sầu riêng toàn cầu sẽ đạt gần 29 tỷ đô la. Kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP vào năm 2025. Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin kinh tế FBNC. Vụ việc sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE hủy niêm yết của ba tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom Hồng Kông vừa qua đã gây ra nhiều tranh cãi và khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước thêm tồi tệ. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày thì NYSE lại đột ngột cho biết sẽ không theo kế hoạch hủy niêm yết ba công ty này nữa. Đây là lần đầu tiên một sàn giao dịch chứng khoán Mỹ có kế hoạch hủy niêm yết của công ty Trung Quốc dưới tác động của các xung đột địa chính trị. Động thái hủy niêm yết cổ phiếu khiến cho thị trường lo ngại sẽ diễn ra một cuộc chiến đáp trả quyết liệt giữa hai bên. Chưa kể, động thái này có thể hủy hoại danh tiếng của thị trường chứng khoán Mỹ, nơi thu hút dòng vốn đầu tư mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ qua từ các nhà đầu tư quốc tế. Sau khi thông báo bỏ kế hoạch hủy niêm yết, NYSE cho biết đã có sự tham khảo ý kiến với những nhà quản lý có liên quan. Tại Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, Hiệp hội Thương mại Quốc tế KITA cho biết các hiệp định thương mại tự do FTA của nước này có thể tăng thêm trong năm 2021 trong nỗ lực hồi sinh hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi đại dịch và đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng trên toàn cầu. Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết FTA song phương vào ngày 1 tháng 1 để duy trì quan hệ thương mại, bất kể việc Luân Đôn rời Liên minh châu EU. Sau thỏa thuận này, Hàn Quốc hiện đã ký 17 FTA với 56 quốc gia trên toàn thế giới. Theo KITA, các đối tác thương mại tự do này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2019. Hàn Quốc cũng đang kỳ vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2021. RCEP bao gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và những nước đối tác bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Thưa quý vị, mới đây trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CCTN, nhà đầu tư quốc tế nổi tiếng Jim Rogers cho biết vào năm 2021, Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt trội và trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới có tốc độ tăng trưởng vào năm 2020. Trong buổi phỏng vấn này, ông Rogers phát biểu, năm 2020 vừa qua là năm rất tồi tệ đối với hầu hết các quốc gia, nhưng nhìn chung thì Trung Quốc không tệ lắm ở hầu hết các mặt và trong năm 2021 này, tôi nghĩ triển vọng phát triển của Trung Quốc vẫn sẽ tốt hơn hầu hết các nước khác trên thế giới. Ông Rogers cũng ca ngợi mô hình phát triển tuần hoàn kép của Trung Quốc được xác định là chính sách lấy thị trường trong nước làm trụ cột, trong khi để thị trường trong nước và nước ngoài thúc đẩy lẫn nhau. Cũng vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, cơ quan thống kê Indonesia BPS cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này chỉ tăng 0,45% trong tháng 12/2020 và 1,68% trong cả năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế và khiến cho sức mua giảm sút. BPS cho biết đây là mức tăng CPI hàng năm thấp nhất trong lịch sử Indonesia và thấp hơn so với mục tiêu 2-4% do Ngân hàng Trung ương Indonesia đặt ra hồi đầu năm vừa qua. Lạm phát lõi, tức không bao gồm thực phẩm và các loại hàng hóa do chính phủ kiểm soát, đã giảm trong 9 tháng liên tiếp tính đến tháng 12/2020 xuống còn 1,6%. Đây là mức thấp chưa từng thấy kể từ khi BPS bắt đầu ghi nhận chỉ số này vào năm 2004, báo hiệu nhu cầu và sức mua suy yếu và được cho là sẽ làm chậm hoạt động sản xuất và kinh doanh, đồng thời gây rủi ro cho toàn bộ nền kinh tế. Mới đây, Cơ quan An toàn Thực phẩm của đặc khu hành chính Hồng Kông đã quyết định đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm và thịt gia cầm từ một số khu vực khác nhau của Đức, Ba Lan và Nhật Bản do dịch cúm gia cầm bùng phát. Trung tâm An toàn Thực phẩm CFS cho biết quyết định được đưa ra dựa trên thông báo của Tổ chức Thú y Thế giới OEI về ổ dịch cúm gia cầm H5N8 tại một huyện thuộc các quốc gia kể trên. Theo đó, CFS đã chỉ thị các công ty, cơ quan thương mại tạm dừng nhập khẩu thịt cũng như các sản phẩm gia cầm, trong đó có trứng gia cầm từ những khu vực nói trên. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cúm gia cầm đã được phát hiện tại nhiều nước ở châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Bỉ, Đan Mạch, Ireland, Thụy Điển và Ba Lan, sau khi ảnh hưởng mạnh đến ngành chăn nuôi các nước Nga, Kazakhstan và Israel. Việc dịch cúm gia cầm đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu có nguy cơ đẩy ngành chăn nuôi gia cầm của châu lục này rơi vào tình trạng đáng báo động khi các đợt bùng phát trước đó đã khiến hàng chục triệu con gia cầm bị tiêu hủy.
Và chuyển sang một thông tin có liên quan đến việc ra đi lịch sử của Anh và Liên minh châu Âu. Mới đây, một chi nhánh tại Pháp của nhà bán lẻ Marks & Spencer của Anh cho biết các món ăn làm sẵn nổi tiếng của mình sẽ không còn có thể sẵn sàng phục vụ như trước vì các quy tắc thương mại hậu Brexit đã làm gián đoạn việc giao hàng. Kể từ ngày 1 tháng 1, hàng hóa qua lại giữa Anh và Liên minh châu Âu phải chịu các rào cản hải quan và hành chính khác như bất kỳ quốc gia nào khác vì Anh đã không còn nằm trong khối để được hưởng các chính sách tự do mậu dịch. Tại cửa hàng Marks & Spencer trong một trung tâm mua sắm ở quận Port-au-Prince phía tây Paris vào ngày thứ Hai 4 tháng 1, một tủ lạnh thường chứa các bữa ăn làm sẵn đã không còn, ngoài một số ít bánh pizza được làm lạnh. Một tấm biển bằng tiếng Pháp trên tủ có nội dung tuân theo chỉ thị mới nhất của chính phủ về việc trao đổi hàng hóa giữa Vương quốc Anh và Pháp. Chúng tôi không thể nhận hàng trong ngày hôm nay. Xin thứ lỗi vì sự cố bất tiện này. Trụ sở chính của Marks & Spencer tại London đã không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này. Và cũng trong ngày hôm qua, nhân viên của Google và công ty mẹ Alphabet đã thành lập công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, làm leo thang nhiều năm đối đầu giữa người lao động và ban quản lý của tập đoàn Internet khổng lồ này. Công đoàn người lao động Alphabet, Alphabet Workers Union, thông báo sẽ hoan nghênh tất cả các nhân viên và nhà thầu. Bất kể vai trò gì, công đoàn này sẽ thu phí, trả lương cho nhân viên tổ chức và có ban lãnh đạo được bầu chọn. Nỗ lực thành lập công đoàn là một chiến dịch hiếm hoi của một công ty Internet lớn của Mỹ, có sự hỗ trợ của công đoàn ngành truyền thông lớn nhất nước Mỹ, Communications Workers of America, trong sáng kiến tập trung vào công nghệ mang tên CODECWA. Nhân viên của Google tham gia vào công đoàn người lao động Alphabet cũng sẽ là thành viên của CWA Local 1400. Công đoàn Alphabet thành công có thể hạn chế quyền hạn của các giám đốc điều hành, đồng thời truyền cảm hứng cho những nỗ lực tương tự khắp thung lũng Silicon. Công đoàn người lao động Alphabet cho biết có kế hoạch đấu tranh cho các vấn đề bao gồm lương thưởng, phân loại nhân viên và các loạt công việc mà Google tham gia. Thưa quý vị, theo Newsweek, trong một bài phát biểu cuối cùng của chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử Thượng viện Georgia hôm nay ngày 5 tháng 1, Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng nếu các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Georgia được bầu lại, người Mỹ sẽ không bao giờ nhận được tấm séc hỗ trợ trị giá 2.000 đô la. Cuộc bầu cử đặc biệt của Georgia sẽ quyết định đảng chính trị nào giành được quyền kiểm soát Thượng viện. Bất chấp sự ủng hộ về việc tăng số tiền cứu trợ của Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo đa số Hạ viện Mitch McConnell đã bác bỏ ý kiến này. Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, ông Biden khẳng định các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Georgia là Kelly Loeffler và David Perdue sẽ chặn việc tăng số tiền cứu trợ đó. Cụ thể, ông Biden tuyên bố, nếu bạn bầu cho thượng nghị sĩ Perdue và Loeffler và để họ trở lại Washington, thì những tấm séc đó sẽ không bao giờ đến tay của bạn. Đơn giản vậy thôi, quyền lực nằm trong tay bạn theo đúng nghĩa đen. Chuyển sang các thông tin về thể thao, thưa quý vị, giải tennis BNP Paribas Open 2021 hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Indian Wells dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm nay đã chính thức bị hoãn lại sau khi tham vấn với cơ quan y tế địa phương và ông chủ sở hữu giải đấu Larry Ellison. Hiện ban tổ chức Indian Wells sẽ làm việc với ATP và WTA Tours cùng với nhà tài trợ chính để quyết định lại thời gian diễn ra. Trong khi đó, Australian Open cũng đang dừng trước nguy cơ phải hoãn lại lần thứ hai sau khi tại địa điểm thi đấu ghi nhận các ca mắc SARS-CoV-2. Mới đây thì chính phủ Anh đã tiến hành cách ly toàn xã hội lần thứ hai nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Việc này đã khiến cho nhiều người lo ngại giải Premier League sẽ tiếp tục bị hoãn. Tuy nhiên, trong một thông báo, câu lạc bộ Manchester United đã nhấn mạnh rằng các địa điểm dành cho những vận động viên thể thao chuyên nghiệp tập luyện và thi đấu sẽ được miễn trừ việc phong tỏa bắt buộc. Điều này có nghĩa là Premier League vẫn sẽ diễn ra bình thường bất chấp dịch COVID-19 đang hoành hành tại Anh. Tuy nhiên, các trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra trên sân vận động không có khán giả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin trong nước của bản tin kinh tế FBNC. Thưa quý vị, theo thống kê mới đây thì tính chung năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước ta ước tính đạt 262,4 tỷ đô la, tăng 3,6% so với năm 2019. Năm qua, nước ta có 35 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la, chiếm 89,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Về thị trường nhập khẩu hàng hóa năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 83,9 tỷ đô la, tăng hơn 11% so với năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản. Đáng chú ý, thị trường EU đạt đến 14,5 tỷ đô la, tăng 3,5% so với năm 2019.
Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu gạo, mới đây hãng tin Reuters đã đưa tin Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, phải tiến hành mua gạo từ Ấn Độ trong bối cảnh nguồn cung đang thắt chặt ở châu Á. Giới chuyên gia nhận định điều này có thể khiến cho giá gạo trong năm 2021 tăng cao và thậm chí buộc những nhà nhập khẩu gạo truyền thống từ Thái Lan và Việt Nam phải chuyển sang Ấn Độ. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một thương nhân kinh doanh gạo có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết gạo đang nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu được sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và làm nguyên liệu cho các nhà máy bia. Thưa quý vị, hiện việc nghiên cứu gói hỗ trợ kinh tế lần 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vẫn đang được tính toán về quy mô và phạm vi áp dụng. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tuần đầu tiên của năm mới do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì. Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho nền kinh tế, các doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong năm 2021 này. Một thông tin mà các doanh nghiệp cần lưu ý, thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, thông tư số 09/2020 của Bộ Công Thương quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền, thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương. Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thì gửi kho ngoại quan chấp hành thực hiện nghiêm các quy định tại thông tư số 09 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết vào năm 2025, quy mô thị trường trái sầu riêng toàn cầu sẽ đạt 28,6 tỷ đô la và vào năm 2025 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,2%. Sự tăng trưởng của thị trường trái cây sầu riêng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về ẩm thực, mở rộng của ngành du lịch và những lợi ích về sức khỏe. Hiện nay, Thái Lan và Malaysia là những thị trường sản xuất sầu riêng và xuất khẩu sầu riêng dạng nhuyễn đông lạnh trên toàn thế giới. Dự kiến dư địa phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm này sẽ rất hấp dẫn trong thời gian tới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa cho biết trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ ưu tiên hướng tới mục tiêu trở thành tâm điểm liên kết kinh tế toàn cầu, trong đó tập trung vào 3 điểm ưu tiên hàng đầu: thực thi hiệu quả các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do và tại các cơ chế hợp tác kinh tế khác mà Việt Nam đang là thành viên, tiếp tục hoàn thiện mở rộng mạng lưới liên kết, hội nhập kinh tế song phương và đa phương với các đối tác và tổ chức trên thế giới, nỗ lực và chủ động tham gia quá trình định hình cấu trúc khu vực, xây dựng các khuôn khổ quy định quản trị kinh tế ở tầm khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, trong đó kinh tế số nước ta sẽ chiếm khoảng 20% GDP và là một trong những mục tiêu của chiến lược này. Đơn cử các mục tiêu đến năm 2025 gồm có duy trì xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu, chỉ số chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN và năng suất lao động tăng bình quân trên 7% một năm. Hiện Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cho các bộ ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương thực hiện các mục tiêu này. Thưa quý vị, liên quan đến chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà giáo dục là một trong 8 trọng tâm, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đặt hàng cho ngành giáo dục bao gồm phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng công nghệ số quản lý dạy và học, số hóa tài liệu giáo trình, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo báo cáo PISA của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD, hơn 80% học sinh Việt đang học trực tuyến, cao hơn mức trung bình của các nước. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chú trọng triển khai chuyển đổi số, giải quyết các vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo trong thời đại số. Vào ngày 5 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nêu rõ các nhà trường xây dựng phương án đưa đón học sinh, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phương tiện đưa đón học sinh, bảo đảm an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường. Đồng thời, trong năm 2021, ngành giáo dục Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra công tác giáo dục an toàn giao thông của các đơn vị trường học và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Thưa quý vị, trong dịp Tết dương lịch vừa qua, khu du lịch Sapa, Lào Cai đã đón khoảng 65.000 lượt du khách. Tuy con số này chỉ bằng 95% so với cùng kỳ, nhưng nếu xét tới mức độ ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, thì có thể coi đây là bước khởi đầu thành công của khu du lịch này trong năm mới 2021. Thời điểm này đến Sapa, du khách sẽ được trải nghiệm giá lạnh dưới 4 độ C và hòa mình vào những lễ hội hấp dẫn.
Quý vị thân mến, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, song bưởi diễn đã được các chủ vườn mang từ Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu của người dân. Những năm gần đây, bưởi diễn là một trong những đặc sản chân Tết của nhiều gia đình khá giả bởi giá thành khá cao, trung bình thấp nhất cũng đã từ 6 triệu đồng một cây và cao nhất là khoảng 55 triệu đồng một cây. Tuy nhiên, loại cây cảnh này rất hút hàng. Hiện nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cũng đã mạnh tay chi hàng chục triệu để rước những cây bưởi đẹp về chân Tết. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin kinh tế FBNC cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.